Mới mổ knee surgery, knee total surgery on the 24 July, là ngày 27, ngày 24 tháng 7. Để nó còn sưng dù dù lên, nhưng mà hôm nay là đỡ lắm rồi. Ngày đầu thì nó hơi bị nhức nhiều, nó đau, nó sưng dữ lắm. Nhưng mà qua ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư thì đỡ. Bữa nay qua ngày thứ sáu thì đỡ hơn, nhưng cũng phải tập vật lý dữ lắm. Phải tập vật lý trị liệu. Coi như là tới ngày thứ nhất về thì cũng có thể đi cần nhắc nhắc được, nhưng mà không đi nhiều. Ngày thứ hai thì tốt hơn. Ngày thứ ba thì có thể tự đi vệ sinh hoặc là đi nhẹ nhẹ trong nhà thôi. Hôm nay ngày thứ sáu là mình có thể mình đi vòng vòng ở trong nhà tự lo ăn uống rồi được rồi. Nó cũng còn mệt, nó cũng mệt lắm. Ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba thì mệt, đứng lên ngồi xuống nó chóng mặt. Mà nó không có, giống như không có đủ lực á để mà đứng lên ngồi xuống. Nhưng mà may mắn một điều là trong ca mổ bác sĩ rất là giỏi, cho nên không có bị, mình không có bị ói, mình không có bị, chỉ hơi buồn nôn một chút thôi. Thì khi ra cái phần mà recovery á, thì buồn nôn một chút thì mình nói với bác sĩ cho cái thuốc để mà ngừa đó, thì tống vô là hai ống ở trong cái IV, tống vô trong đó thì nó đỡ hơn. Về nhà thì ngày thứ nhất, ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư cũng không ăn uống gì được đâu, uống sữa hoặc là uống cái gì thức ăn gì nhỏ nhỏ thôi à. Hôm nay tới ngày thứ sáu rồi thì mình cũng cảm thấy là nó khỏe hơn, ăn uống được chút chút, nhưng mà các bạn nhớ là phải uống thuốc. Nói chung là phải uống thuốc nó đều đặn, nó đầy đủ. Rồi khi mà mình tập thể dục nó đỡ đau nhiều hơn. Ban đêm thì nó nhức hơn là ban ngày. Và sưng như vậy là bác sĩ nói là sưng tốt á. Sưng mà là sưng tốt. Hôm nay là mới là ngày thứ sáu nè. Mình mổ là ngày là tháng 7 ngày 24. Mà hôm nay là tháng 7 ngày 30. Mà nó bầm vậy cũng là bầm tốt rồi. Nó bầm hết trơn trong cái chân, trong cái người của mình, bầm nát hết. Mà vậy là tốt dữ lắm rồi. Thì cũng làm cái movie này để lưu lại làm kỷ niệm, và cũng chia sẻ thông tin cho các bạn ở bên ngoài. Khi mà ai chuẩn bị mà mổ cái đầu gối đó thì có một cái tinh thần chuẩn bị. Mình là cái người mà sức khỏe cũng không có được tốt cho lắm, nói chung có nhiều chứng bệnh nhiều. Nhưng bác sĩ thì giỏi, cho nên bác sĩ theo dõi rồi mổ an toàn lắm. Họ cho mình thuốc mê xong rồi mình nằm xuống rồi mình đâu có biết gì nữa đâu. Cho tới khi mà thức dậy thì cũng không biết gì luôn. Cho tới 72 tiếng đồng hồ sau đó thì bắt đầu cái trí óc mình nó mới bắt đầu nó ổn định, ổn ổn trở lại. Chứ còn nó cũng giống như nó mù mờ lắm. Nhưng mà từ từ mới có 7 ngày thôi. Mà mình về là cũng là tốt lắm rồi, cũng đi đi được, đi bằng cái khung thôi, hay đi bằng cái khung chứ không bỏ khung ra được. Bỏ khung ra là bị té liền á, tại vì cái chân của bạn nó còn như nó còn năm á, nó chưa có, nó không có cái cảm giác được. Cho nên cẩn thận. Thì đây là ngày thứ sáu của mình mổ rồi, mình chia sẻ cho các bạn được biết ha.